Sáng ngày 3 tháng 12, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức meeting hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2023 và Ngày Thế giới phòng chống AIDS ngày 1 tháng 12. Tại buổi hưởng ứng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, tính đến cuối tháng 9 năm 2023, thành phố có 51.547 người nhiễm HIV đang được quản lý, trong đó có 47.634 người đang được điều trị thuốc kháng virus ARV. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức khẳng định, hiện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án đảm bảo tài chính thực hiện chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn thành phố, bảo đảm đầu tư các nguồn lực cho phòng chống HIV/AIDS phù hợp với diễn biến tình hình dịch HIV/AIDS, đồng thời kêu gọi toàn thể cộng đồng xã hội hưởng ứng và chủ động tham gia tích cực các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại Thành phố Hồ Chí Minh, tăng cường hơn nữa sự tham gia của hệ thống y tế, bao gồm y tế công và tư từ tuyến thành phố, quận, huyện đến phường xã, trong mở rộng điều trị ARV để đảm bảo bệnh nhân HIV/AIDS được điều trị liên tục.